Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm tới Lào và Campuchia từ ngày 11 đến 13 tháng 7 của Chủ tịch nước Tô Lâm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, qua đó thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài Việt Nam-Campuchia. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vào chiều ngày 10 tháng 7, Báo Nhân dân long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo nhà bia di tích lịch sử quốc gia Báo Nhân dân ra số đầu tiên vào ngày 11 tháng 3 năm 1951 tại xóm Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ngành địa phương. Công trình xây dựng trùng tu tôn tạo nhà bia di tích lịch sử quốc gia Báo Nhân dân ra số đầu tiên được xây dựng trên diện tích rộng gần 350m², trong đó nhà bia rộng 59m², được xây dựng 2 tầng. Bia ghi dấu được làm bằng đá xanh nguyên khối vững chắc, khuôn viên di tích bao gồm sân nền, cây xanh, phân khu chức năng được thiết kế đẹp, phù hợp cảnh quan, địa thế. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua Báo Nhân dân đã triển khai thực hiện công trình di tích khang trang, xứng tầm với vai trò, vị thế của báo Đảng, là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ người làm báo nhân dân và du khách thập phương, đồng thời thể hiện sự tri ân của những người làm báo nhân dân hôm nay đối với các thế hệ đi trước. Đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng của Báo Nhân dân tiếp tục phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương, làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích Báo Nhân dân ra số báo đầu tiên. Qua đó, Báo Nhân dân tiếp tục phát huy là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí, là địa chỉ tin cậy, gần gũi của nhân dân, vì mục tiêu ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân dân. Cũng trong ngày 10 tháng 7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 10 đoàn chủ tịch khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng đoàn và lãnh đạo VUFO là cùng với củng cố tổ chức hệ thống bộ máy, VUFO quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, điều kiện đãi ngộ, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc tốt nhất trong hệ thống. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng chú trọng đổi mới tư duy, phương thức, cách tiếp cận và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân, vẽ lại hệ thống các đối tác. Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, theo dõi, tham gia ý kiến, việc thể chế hóa các chỉ đạo của Đảng, tổ chức đi làm việc với các địa phương, triển khai tốt kế hoạch đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, tổ chức khoảng 500 hoạt động, đoàn ra, đoàn vào, lễ kỷ niệm, tọa đàm, hội nghị, diễn đàn, chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao, tổ chức tập huấn cho các liên hiệp địa phương, tiếp tục mở rộng đối tác mới, tăng cường định hướng, hỗ trợ thủ tục cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin, truyền thông. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, vào tối ngày 10 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc giải bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024. Năm nay, Quân khu 5 là đơn vị đăng cai tổ chức giải. Giải bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024 thu hút 15 đội bóng chuyền, trong đó có 7 đội nam, 8 đội nữ của các tỉnh, thành, ngành đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia năm 2024 tham gia thi đấu. Giải bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024 là giải đấu thường niên, là sân chơi lớn để các câu lạc bộ bóng chuyền nam và nữ được cọ sát, nâng cao kỹ chiến thuật, thể lực, tâm lý, kinh nghiệm thi đấu và chuẩn bị tốt nhất cho các giải bóng chuyền quốc gia năm 2024. Thông qua giải đấu này, Bộ Quốc phòng cũng hướng tới mục tiêu tăng cường tình hữu nghị, trao đổi kỹ chiến thuật giữa các đội bóng chuyền mạnh trong nước. Giải diễn ra từ ngày 10 đến 18 tháng 7 tại nhà thi đấu quân khu 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Công viên Địa chất Lạng Sơn được thành lập từ năm 2021. Lạng Sơn cam kết sẽ luôn tích cực quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng công viên, bảo đảm theo tiêu chí, tiêu chuẩn của UNESCO và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, nhất là mục tiêu đầu tư cho con người, môi trường và khí hậu, thịnh vượng và hợp tác, sản xuất và tiêu thụ có trách nhiệm, sớm tham gia vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Trước đó, đoàn chuyên gia UNESCO đã đi thực địa tại 26 trên 38 điểm tham quan trên 4 tuyến du lịch công viên địa chất Lạng Sơn ở các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn. Vào ngày 10 tháng 7, tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo Việt Nam, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Diễn đàn Công nghệ Quốc tế với chủ đề Công nghệ mới cho kỷ nguyên mới. Đây được xem là một trong những diễn đàn công nghệ quốc tế uy tín, chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Diễn đàn Công nghệ Quốc tế iTech Expo 2024 gồm các hoạt động nổi bật, triển lãm công nghệ với quy mô 50.000 m2, thu hút trên 50.000 lượt khách tham quan, 300 nhà cung cấp, với hơn 500 gian hàng trong nước và quốc tế, mang đến những trải nghiệm công nghệ mới, đột phá với sản phẩm giải pháp ứng dụng thông minh hiện đại trong nhiều lĩnh vực. Hoạt động hội thảo chuyên ngành là điểm gặp gỡ kết nối của hơn 300 chuyên gia, diễn giả hàng đầu tại Việt Nam và một số quốc gia. Đây là cơ hội vàng giúp doanh nghiệp đi tắt đón đầu công nghệ, tìm chìa khóa then chốt, thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững. Hoạt động công nghệ bao gồm chương trình kết nối giao thương, ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ, tham quan và giao lưu với các tổ chức, trường viện, doanh nghiệp công nghệ và đa ngành nghề, tạo cơ hội tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu. Diễn đàn diễn ra đến hết ngày 12 tháng 7. Thưa quý vị, tại phiên họp lần thứ tư của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNEID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1 tháng 7. Việc sử dụng VNEID khi truy cập cổng dịch vụ công Bộ Công an hay các cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố, điều này đã mang tới nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nếu như thời điểm trước đây, việc kê khai cũng như nhập thông tin phải mất rất nhiều thời gian, từ 3 đến 5 ngày mới có thể kê khai hết và thêm chi phí đi lại, thì nay việc làm này đã được giảm đi đáng kể nhờ việc thực hiện trên môi trường điện tử, đặc biệt là từ khi chủ trương sử dụng tài khoản VNEID để đăng nhập được triển khai. Từ ngày 1 tháng 7, thì chỉ cần đăng nhập vào VNEID bằng mã QR thì tôi thấy rất là nhanh chóng và thuận tiện, tiết kiệm được thời gian đi lại cho tôi. Và những người kinh doanh như tôi thì tôi thấy rất là ủng hộ chủ trương này. Chỉ cần đăng nhập thông tin bằng số căn cước công dân và mật khẩu trùng khớp với tài khoản VNEID hoặc quét mã QR thông qua việc truy cập ứng dụng, ngay lập tức tài khoản đã được định danh và đăng nhập. Điều này giúp người dân chưa có tài khoản trên dịch vụ công không phải thực hiện thêm bước đăng ký với nhiều yêu cầu thông tin khác nhau. Khi mà đã biết rồi thì không phải ra tận phường, ra tận một cửa làm nữa mà tôi có thể tự làm ở nhà. Ví dụ như đăng ký tạm trú, đăng ký hộ khẩu, giấy khai sinh cho các cháu rất là tiện lợi. Việc triển khai sử dụng duy nhất VNEID để đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công Bộ Công an và các tỉnh, thành phố đã và đang được triển khai đồng nhất. Qua khảo sát thực tế, người dân và các cơ quan doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên để chủ trương này đi vào chiều sâu và thật sự có hiệu quả thì cần có thời gian và lộ trình. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã làm các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề, xuất hiện nhiều tuyến đường tử thần bị đứt gãy do sạt lở đất đá. Tỉnh đã tập trung nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục hậu quả. Nhưng tình trạng sạt lở đất quá nhiều và vẫn còn tiếp tục diễn biến nên việc thông tuyến giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong một đêm, tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại cho hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số của 4 thôn vùng cao xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên bị cô lập. Tuyến đường này chỉ dài khoảng 5 km, nhưng có tới gần 30 điểm sạt lở lớn nhỏ với khoảng hàng nghìn khối đất đá ngổn ngang. Chúng tôi cũng đã phát huy cái 4 tại chỗ, huy động bà con nhân dân để khắc phục tạm thời. Ngoài ra thì đối với những cái khu vực sạt lở lớn, cái khối lượng đất đá lớn thì chúng tôi cũng đang huy động các cái phương tiện, máy móc, rồi xe ô tô tải để kịp thời khắc phục, để sớm có thể là thông được các tuyến đường. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường đi huyện vùng cao nguyên đá, quốc lộ 34 từ Hà Giang sang Cao Bằng, tỉnh lộ 177, 178 đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần.
nhiều tuyến đường từ huyện xuống xã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ gây tê liệt giao thông tạm thời. Huyện cũng đã dùng các cái biện pháp trước mắt là để khắc phục đào và kè để cho đảm bảo đường lưu thông đi lại. Ngoài ra thì trong thời gian lâu dài thì huyện cũng bố trí các cái nguồn kinh phí phù hợp để đảm bảo để xây dựng để lâu dài. Pháp thì cũng chỉ là cố gắng huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để giúp hót sạt thông ban đầu đã, chứ còn giải quyết hậu quả sạch toàn bộ thì cũng phải có một thời gian, và ủy ban tỉnh đã chuẩn bị ban bố lệnh khẩn cấp. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang thì các tuyến đường bị thiệt hại do mưa lũ trong hai đợt thiên tai cần khoảng 50 tỷ đồng để sửa chữa khắc phục. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh vẫn đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát những điểm có nguy cơ cao sạt lở, xây dựng các phương án kịp thời xử lý nhằm duy trì giao thông thông suốt và an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã thành lập thêm 5 tổ công tác đặc biệt, nâng tổng số tổ công tác đặc biệt lên 10 tổ. Các tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát công khai kết hợp xử lý vi phạm tại một điểm trên các tuyến, nút giao thông trọng điểm của 12 quận, tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông từ ngày 16 tháng 5 đến nay, 5 tổ công tác đặc biệt đã xử lý 4.937 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4.124 tỷ đồng, tạm giữ 1.190 phương tiện, tước 194 giấy phép lái xe, phát hiện 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho công an cơ sở xử lý. Từ những kết quả đã đạt được, Công an thành phố Hà Nội lập thêm 5 tổ công tác đặc biệt vào giờ cao điểm với mục tiêu xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm tại các nút giao trọng điểm, bước đầu tạo được yếu tố bất ngờ, có tính trấn áp cao với người vi phạm, đặc biệt đối với số thanh niên hư điều khiển xe phóng nhanh vượt ẩu gây rối trật tự công cộng. Việc làm trên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tôi là người trực tiếp vận hành xe cho nên tôi rất là đồng tình với lại quan điểm của nhà nước, bởi vì là cái đó nó cũng rất tốt cho những người tham gia giao thông. Đấy, cũng như chúng tôi là những người là cầm lái thì phải có trách nhiệm với những công việc mình làm. Các tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra kiểm soát công khai, xử lý vi phạm trên các tuyến nút giao thông trọng điểm của 12 quận. Thông qua quá trình tuần tra kiểm soát thì đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến địa bàn giao thông với phương châm là xử lý kiên quyết, bền bỉ, góp phần tạo cái văn hóa giao thông và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông. Tiếp tục duy trì cái kết quả của các tổ 5 tổ công tác trước của phòng, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng cái kế hoạch của giám đốc của thành phố và của trưởng phòng cảnh giao thông, kiên quyết xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm là mục tiêu mà 10 tổ công tác đặc biệt hiện tại hướng đến. Kế hoạch được triển khai từ ngày 9 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2024. Ma túy luôn là vấn đề nóng, nhất là khi càng ngày càng có nhiều loại ma túy mới được các đối tượng điều chế nhằm che mắt lực lượng chức năng. Không chỉ sản xuất trong nước, các đối tượng đã lập những đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ với thủ đoạn ngày càng tinh vi đã được lực lượng chức năng triệt phá. Đây là gần 800 kg cần sa vừa được cơ quan chức năng thu giữ tại 3 điểm trên địa bàn Hà Nội và Đồng Nai. Lợi dụng việc một số nước hợp pháp hóa cần sa như Thái Lan, các đối tượng đã sang Thái Lan sản xuất cần sa, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ. Cần sa được đóng trong các túi hút chân không, sau đó trà trộn vào các kiện hàng chè khô nhằm tạo vỏ bọc. Người ta sẽ gửi hàng cho em và bất kể chỗ nào thì em không biết cái địa điểm nên được chính xác được. Đó là xong xuôi là tới là lúc đó sẽ có người gọi điện nhà xe hoặc là bên vực, nói chung là bên nhà xe thì thường em nhận xe là nhiều, và cứ mỗi chỗ là mỗi xe khác nhau, mỗi địa điểm khác nhau. Sau tháng đầu năm, Công an thành phố Hà Nội đã khám phá gần 2.000 vụ việc với khoảng 3.000 đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1 tấn ma túy các loại. Trong đó nhiều vụ việc số lượng ma túy thu giữ lên tới hàng trăm kg, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam dưới nhiều hình thức tinh vi. Thành lập các cái công ty con có địa chỉ ở nước ngoài và vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam qua nhiều chặng và nhiều khâu, và các cái địa chỉ và các đối tượng cầm đầu chỉ đạo mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam, địa chỉ người nhận cũng như người mua không rõ ràng, không cụ thể, và thường là các cái thông tin sai. Xác định các cái điểm tụ điểm
trên địa bàn thành phố như các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quán bar, các cái cơ sở kinh doanh karaoke ở trên địa bàn, thế và tập trung bắt giữ xử lý. Và sau khi bắt giữ xử lý, chúng tôi khai thác mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công nghệ kỹ thuật phát triển, các đối tượng phạm tội cũng tận dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội như gắn chip định vị, sau đó thả trôi ma túy trên biển, hay đóng gói trong các loại đồ ăn, thức uống để quá cảnh ở sân bay. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục xây dựng nhiều phương án đấu tranh tội phạm ma túy trong tình hình mới. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Trên báo Nhân dân có bài xã luận đưa quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia vào giai đoạn phát triển mới. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11 đến 13 tháng 7. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia vào giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở những thành quả hợp tác đạt được giữa Việt Nam với hai nước láng giềng, Lào và Campuchia, chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy và triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với Ban Thường vụ CPP, cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 trên báo Giải phóng, trên báo Sài Gòn Giải phóng có bài Mức sinh thấp, nhiều hệ lụy trong tương lai. Liên tiếp những năm gần đây, mức sinh tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm từ 1,39 con trên một phụ nữ vào năm 2022 xuống còn 1,32 con một phụ nữ vào năm 2023, không đạt mức sinh thay thế từ 2 đến 2,1 con một phụ nữ. Các chuyên gia cảnh báo nếu tỷ suất sinh tiếp tục duy trì ở mức thấp sẽ gây nên những hệ lụy không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Việc khuyến sinh không đơn giản chỉ là sự thay đổi về số con, mà quan trọng nhất vẫn là những chế độ hỗ trợ cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi kết hôn và sinh con để họ có thể nuôi dạy con cái trong điều kiện phát triển tốt nhất. Cũng liên quan đến nội dung này, theo bài viết, đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến 2 con, để sinh con không còn là gánh nặng trên báo Tuổi Trẻ. Để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng hoặc cá nhân có quyền quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc sinh con, thời gian sinh con và số con. Các chuyên gia đánh giá quy định sinh con, sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định, đã không còn phù hợp với bối cảnh mức sinh thay thế đang giảm ở một số thành phố lớn. Thực tế, quy định này trong những năm qua đã không còn khắt khe như trước, nhưng để hợp pháp hóa thì cần có sửa đổi chính thức để áp dụng. Theo bối cảnh của Việt Nam, cần xem xét những chính sách có thể thực hiện được để khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh ít nhất là hai con. Theo bài viết, mua chất độc cyanua dễ như mua rau trên báo Tiền Phong. Mặc dù cyanua là chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ có thể gây chết người, nhưng không khó để mua được hóa chất này. Thậm chí khách hàng còn có thể mua được số lượng lớn nhận hàng tận nơi. Tại nhóm hội hóa chất có gần 50.000 thành viên, một người dùng đăng dòng thông tin cần mua cyanua. Ngay lập tức có rất nhiều tin nhắn chào hàng rằng vừa nhập về cyanua số lượng lớn và đề nghị người này inbox, còn gọi là nhắn tin riêng. Có người còn chụp lại hình cyanua dạng nén, dạng bột để chào hàng. Phóng viên báo Tiền Phong đã liên lạc với một người trong nhóm để hỏi mua cyanua. Người này không cần hỏi mua làm gì và cho biết đang có sẵn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh với giá bán lẻ 500.000 đồng 1 kg, đáp ứng số lượng lớn. Bên em bao hàng chất lượng, nguồn gốc của Trung Quốc, Mỹ, Đức đều có đủ, người bán cho hay, và nói nếu đồng ý mua, chúng tôi sẽ cho địa chỉ thì sẽ được nhận hàng tận nơi. Lo dịch bệnh bùng phát, người dân đổ xô đi tiêm vaccine bạch hầu là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo Lao Động số ra ngày hôm nay. Bệnh bạch hầu là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do mức độ lây lan và biến chứng nặng. Vì vậy, sau thông tin một bệnh nhân ở Nghệ An tử vong do bệnh bạch hầu, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh tăng lên.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng khuyến cáo bệnh bạch hầu là bệnh có vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Vì vậy, để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh, đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu theo lịch tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Còn theo bài viết, bệnh bạch hầu tái xuất không được chủ quan trên báo Kinh tế và Đô thị. Hiện hầu hết trẻ đã được tiêm phòng bệnh nên nguy cơ lây lan bệnh bạch hầu trong cộng đồng là không lớn, nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Vì sao bệnh bạch hầu tái xuất? Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván chỉ đạt 55,7%. Đây cũng là loại vaccine có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong số 10 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Các chuyên gia khuyến cáo, dù dịch khó lan rộng ra cộng đồng, nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Triệu chứng của bệnh ban đầu dễ nhầm với viêm họng, viêm phế quản. Vì vậy, người bệnh cần được theo dõi sát sao. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, tuyệt đối không tự ý điều trị bằng kháng sinh mà phải đến bệnh viện để được khám và tư vấn kịp thời. Đối với ca nghi nhiễm, phải được cách ly, theo dõi tại bệnh viện. Nội dung vừa rồi của tiểu mục Điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân.